sao? Nó rẻ thì nó nhiều đơn. À đúng rồi, app nào rẻ thì nó nhiều đơn, mà app nào dạng như như là giấy cước được thì lại đông tài xế, nhiều đơn đông tài xế cũng vậy à, cái nào cũng vậy. Ủa anh chạy cái này lâu chưa? Cũng được hơn năm mấy nè. Anh chạy chuyên một cái này hả? Chuyên một hai du này hả? Mới thấy luôn. Mà thấy lâu lâu mới thấy người chạy mà chuyên cái này á. Thấy cũng nhập đường ổn cho nó đâu có chạy chuyên đâu. Tại sao anh? Thu nhập nó không được ổn nha, nó không chạy chuyên. À chưa có ổn nên chưa có chạy nhiều chạy chuyên đúng không? Đúng rồi. Ý là anh chạy này bán thời gian hay là chạy dạng? Cái này chạy full thời gian đó. Anh full nó hay vậy? Nhưng mà thu nhập nó bấp bênh lắm, không mới hỏi qua cái app khác á. À tính qua app khác á hả? Thấy cái thằng La Long cũng nhiều quá mà mình không biết giá cả làm sao, thấy quá trời quá đất luôn, đơn đầy luôn. À kệ tiếng kêu à, tiếng kêu là tiếng kêu của đơn hay gì? Tiếng kêu của đơn mà nó xa lắm. Xa lắm mà. Xa không à. Đa số đi lấy xa sao đi lấy dạng lấy. Lấy ở bên Nguyễn Văn Yến này, lấy ở bên Trịnh Đình Trọng. Xa quá đi lấy xa ba bốn cây này kia. Bốn cây mà giao có hai cây hả? Đi lấy gần sao đi giao đó kìa vậy? Xa hơn. À. Sao đi giao nó kỳ vậy? Có khi nào thấy là lâu không có đơn anh lấy đại không, vụ đi lấy xa anh chấp nhận đi lấy luôn. Có chứ, hồi nãy có cái đơn chạy về đây nè. À. Ở bên sân bay á, chạy qua tuyến bên Hoa Sứ. À. Mà nhiều khi đang chạy tao hủy đơn tao xa quá, nhiều khi thấy xa quá lâu nữa, mình đi lấy lâu tao hủy cái luôn. Coi như mất công mình đi luôn. Xui xui. À. Thường mình có gọi cho tao luôn anh, nếu giờ mình nhận mình có gọi tao luôn. Có gọi người ta. Gọi nhưng mà nhiều khi cũng bị hủy nữa hả? Gọi xong rồi bị hủy. Trời ơi, gọi được cho khách hàng à, đâu gọi được cho cửa hàng đâu. À, nhiều khi một số khách hàng chưa chuyên nghiệp, nhiều khi ta mình cứ đợi tài xế tới đi, tự nhiên hủy. Nhiều khi mất công tao chạy tới. Nhưng mà cái thằng heo này nó lâu lâu nó có những cái đơn 100 mấy chục ngàn. À, có những cái đơn, có những đơn ngon lắm mà lâu lâu cũng có đơn ngon. Dài, xa thì xa. Xa thì xa, nó ngon. Nhưng mà nó kiểu như dịch vụ hồn, nó không có cái kiểu mà như à. Khác là nó gán cái đó cho mình. À. Mới giờ thấy lên một cái mất tiêu rồi. À trời ơi. Giờ mới thấy cái đơn mất rồi hả? À, cái lúc nãy ở bên sân bay á, thấy cái đơn 120 ngàn. Thực ra đâu có kịp đâu. Cũng giật đơn quá hả? Giống như giật đơn vậy. À trời ơi. Không xác định điểm đến, mình đi luôn, thấy cái số tiền người hồi vô bấm thôi hả? À. Nhiều khi này nửa tiếng mới bắt được đơn mà nhiều khi rồi. Nhiều khi mấy giờ mà hấp điểm này kia, mấy giờ mà ít đơn này kia hả? Khoảng buổi sáng là nó ít lại. Buổi sáng ít đơn không? Nhưng mà tầm chắc ở chiều đâu mà anh chiều khoảng chiều thì, chiều khoảng 2 giờ tới 4 giờ là hết là nhiều. 2 giờ 4 giờ bắt đầu nhiều đơn quá. Còn lại là cái thời gian buổi tối là nó cứ la ra vậy. À đúng rồi, tối la ra nó lâu mới hiện đơn hả? Chẳng này nó không có thu nhập ổn được. Hay vô là phải quảng cáo mạnh mới được, quảng cáo mạnh này kia hô hút ta để dùng nhiều mới được hả? Chứ ít có người biết cái này. Ít có người biết đâu. Chạy mình đi giao cho khách hàng mà nó chưa từng thấy cái này bao giờ. À mới thấy hay vô rồi luôn hả? Cái thương hiệu chưa có nổi tiếng cho mấy hãng kia. Như phải quảng cáo ra chương trình nhiều được, cái anh em mới có dân nhiều chạy với mấy app kia mới được. Phải đầu tư nhiều mới được. Hay vô này có chở người mà có chở khách hàng. À có luôn à. Hiếm lắm mà, hiếm người đặt lắm mà. Trời ơi. Người ta nói chở khách là chỉ có Grab với lại ấy thôi. Đúng rồi. Nhưng mà ít có biết hay vô này có chở khách lắm. Ngay cả khách hàng cũng biết luôn mà. Ừ, đúng rồi, khách đâu có biết đâu, tưởng là hay vô là chuyên giao hàng thôi, đâu có biết có chở người đâu. À có tiếng chuông. Ủa hay vô này bắt buộc phải có hùng nữa không ạ? Hay vô này bắt buộc phải có hùng nữa mà là mình tự trang bị mà. À giờ anh sơn lại cho giống hay vô quá hả? Cái này chắc mấy lễ lọc tết nhất đơn mới nhiều ha, chứ mà bình thời giờ bình thường là cái đơn cũng đang ít. Trời ơi, dạo tới Phan Anh lấy. Phan Anh đi, Phan Anh được rồi, đi Phan Anh đâu có đến nỗi xa mấy đâu, cứ lấy lại đi. Ở 2 số 2. Số mấy anh? 2 số 2.
từ đây tới đó đi qua chừng khoảng 2 cây mấy 3 cây à, đâu xa lắm đâu. Này đi vào đâu anh, gần không? Giờ ở Văn Trung thì qua Tân Bình. Rồi có được á, lấy đợi đi. Chứ nãy giờ đợi nó giờ. Đúng rồi. Cái này á là mình chạy đủ tiền mình về chứ mình cũng không kém đâu được. À vậy hả, đủ tiền mình về hả? Cứ vậy cứ chơi đâu đi đó rồi chắc ăn đó không? Đúng rồi, chứ mình kén quá cũng không đơn chạy nữa. Chấp nhận đi lấy 2 cây mấy 3 cây. Chấp nhận đi lấy xa thì ok đó không? Sao nó có được 300 ngàn này đâu. Đó bị anh nha.